Chào anh em và tất cả mọi người lại đến với kênh của Lễ Nam Review. Thì hiện tại bây giờ thì mình cũng đã có mặt tại làng thôn quê hẻo lánh. Thì thời gian bây giờ cũng hiện tại bây giờ cũng đã đến là gần như buổi chiều rồi anh em ạ. Thì hiện tại bây giờ khoảng độ tầm 2 tiếng nữa thì mình sẽ quay trở lại thành phố. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình sẽ bật mí cho anh em là bây giờ ở trên này là có một số loài hoa quả ở trong vườn của ông chú người Đài Loan tại làng thôn quê hẻo lánh ở trên núi. Tại thời điểm này thì mình sẽ đi hái lại và mình sẽ review ăn một số món hoa quả để cho anh em và tất cả mọi người có thể vào xem và khám phá trong ngày hôm nay nhé. Mình cùng đi thôi anh em. Anh em thấy cái cây lồi bên này thì quả của nó rất là say luôn. Anh em thấy này, quả này nhìn trông khá là nhiều luôn anh em ạ. Đấy, quả nhìn rất là ngon nhưng mà ăn nó cứ chát ngọt ngọt anh em. Thì đây thì vừa rồi mình vừa hái được một chùm anh em ạ, một chùm cây lồi rất là to luôn. Anh em thấy quả rất là to luôn, một chùm rất là say luôn, nhìn rất là ngon. Ba trái rồi anh em ạ. Đây mình có ba trái cốc rất là to đây anh em. Ba trái rất là to. Thì bây giờ mình sẽ ba trái thì mình vừa hái xong sẽ để tạm vào đây cái đã. Đọc lấy chút một lá. Mình sẽ để tạm vào đây anh em nhé. Là ba trái cốc mình vừa mới hái xong. Đấy. Rồi, mình sẽ đi hái mấy quả ổi. Tiếp theo là mình sẽ đi hái mấy quả ổi đã. Ổi thì cái cây ổi lúc nãy mà mình vừa ăn qua một quả review cho anh em xem được. Cái ổi này thì nó nhìn nó giống cái kiểu mà nó chưa ương anh em ạ. Nó còn non đấy nhưng mà thực chất là nó cũng đã ăn được rồi. Để anh xem, mình xem anh em nhé, xem quả nào nó ngon thì hái xem. Đây anh em này, cái quả này thì ok rồi. Đây một quả này. Rồi tiếp tục quả này nữa anh em, quả này mềm đây. Hai quả ổi. Đấy, hai quả ổi anh em nhé. Đấy, thì tiếp tục qua đây rồi mình hái mấy cái quả này nhá. Đây là mấy cái hạt thần kỳ. Đây. Hạt thần kỳ này thì bây giờ cuối mùa nên là những cái hạt này nó rất là mộng anh em ạ. Những cái quả thần kỳ này nó rất là mộng luôn. Kiến nhiều lắm anh em ơi. Khá là nhiều. Đây anh em thấy không? 4 hạt rồi. 6 hạt. Đây tất cả thì mình hái được tổng từng này anh em. Hái chừng này thôi. Cái hạt này thì mình không cần ăn nhiều anh em nhé. Nếu như mà mình ngâm rượu uống thì quá là tốt luôn. Thì cách đây mấy tuần trước mình cũng đã hái về một ít ngâm rượu rồi. Mình vừa hái thêm một quả ớt nữa anh em ạ. Bởi vì trong muối ấy, là mình không dằm ớt vào ấy, nên là mình sẽ hái nguyên một quả ớt lại. Nếu như cần cay thì mình có thể ăn. Thì bây giờ như thế này. Bây giờ mình sẽ review lại cái mâm hoa quả mà hiện tại bây giờ mình đang thưởng thức tại làng thôn quê hẻo lánh ở trên rừng núi Đài Loan. Thì bây giờ là mình có đây, ở đây là ổi này. Và ở đây là có cóc. Còn ở bên này thì lại có là quả thần kỳ. Và bên này là có một trái ớt nhỏ. Đấy. Thì ở trên này thì cây nhà lá vườn anh em ạ. Cây nhà lá vườn nên là mình sẽ ăn review lại cho anh em xem những cái hoa quả ở phía trên làng thôn quê hẻo lánh. Thì đây những cái quả ổi này anh em này, nó còn xanh nhưng mà nó rất là mềm luôn này, mình bấm nó sẽ vào, rất là mềm luôn đấy, giống kiểu
ổi da xanh ấy. Nhìn phía ngoài thì cảm thấy là nó không ăn được nhưng mà ăn rất là mềm. Mời anh em và tất cả mọi người cùng ăn nhé, cùng với mình nhé. Phía bên trong nó mềm mà nó vàng anh em. Nó mềm, ngọt ngọt chua chua. Đặc biệt của cái loại ủi này là nó ngọt ngọt chua chua anh em ạ. Và nó rất là mềm luôn. Em thấy không? Ủi này nó không có đồ giòn anh em ạ. Nó lúc mà nó ương lên chuẩn bị sắp chín là nó như thế này. Đấy, nên là nó không giòn. Ăn cũng rất là ngon. Cho mình muối xem. Bình thường nó ngọt 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 rồi nên mình không chấm muối anh em. Rồi, bắt đầu mình sẽ thưởng thức một món đặc biệt. Trước khi mình ăn cái quả này thì mình phải ăn cái quả thần kỳ này vào trước thì nó mới khỏi chua anh em ạ. Thì trong miệng nó sẽ không chua. Mời anh em ăn quả thần kỳ cùng với mình nhé. Rất là ngọt anh em ạ. Bây giờ trong miệng của mình có một cái vị, nó cảm thấy là nó ngọt thắt ở trong miệng anh em. Thì lát nữa những cái vị chua mà mình ăn vào thì chắc chắn là nó sẽ ăn lát đi. Nó sẽ chua nhưng mà cảm giác trong miệng nó sẽ ngọt. Rất là ngon. Cái quả này á, ở Việt Nam mình và trên miền núi là vẫn có anh em. Cũng có. Thì như hồi trước mình xem trên Facebook ấy, thì có một số bạn cũng đã từng trồng quả này rồi. Và ở bên Việt Nam mình gọi là quả thần kỳ đấy. Đấy. Còn bên Đài Loan thì mình không biết là nó gọi bằng cái quả gì đây. Thì mình cũng không biết. Rất là ngọt. Và tiếp tục thưởng thức quả cóc này anh em nhé. Cóc này rất là chua chua này. Hiện tại bây giờ nó rất là chua. Nhưng mà cũng rất là yên tâm bởi vì lúc nãy mình đã ăn cái quả này vào rồi. Mời anh em ăn cóc cùng với mình nhé. Rất là ngọt anh em. Bây giờ nó rất là ngọt. Làm thêm mình ướt nữa. Rất ngon anh em ạ. Ngọt ngọt cay cay. Khá là tuyệt vời. Quả cóc này anh em thấy không? Ở phía bên trong nó vẫn chưa có hạt anh em ạ, vẫn còn non. Đấy. Chính vì vậy mà cái cóc ở thời điểm này hiện tại bây giờ rất là chua luôn. Nhưng mà hiện tại mình ăn cái quả này vào ấy thì trong miệng cảm thấy nó ngọt rồi anh em ạ. Nó lấn át đi hết cái vị chua rồi. Làm thêm miếng ớt anh em nhé. Hết một tay ớt. Hết rồi anh em. Nó cũng khá là ngon. Đang thấy không? Phía bên kia có một cây lùi rất là to luôn. Và cái lùi này thì hạt của nó lúc nào mà nó chín ấy thì ăn nó chặt chát ngọt ngọt. Cảm thấy cũng, nếu mình ăn ít thì nó ngon, cảm thấy cũng ngon.
Nhưng mà ăn nhiều thì cảm thấy là nó hơi nhừm nhừm anh em ạ. Là cái cây lùi này này. Cây lùi này thì ở bên Việt Nam của bên Việt Nam mình là sử dụng làm cảnh khá là nhiều luôn. Thì đây này em còn cho ăn ít đấy. À. Cái đợt là cắt bụng trứng đi cái nào nó béo hàng chỗ béo đấy. Nó gầy hẳn à. Tại vì cắt cái đấy nó mổ nó bảo nó không được để cho nó béo quá. À. Béo quá nó bục ra nó chết đi. Bên em có trồng rau gì bên không? Được á. Qua coi thử trồng cái rau gì đây. Đây anh em ạ. Ở đây hiện tại bây giờ cỏ rất là nhiều anh em này. Thời điểm này thì cỏ lên khá là nhiều luôn. Đây là cái vườn rau của người em trồng, của người em người Việt Nam ấy. Người em cũng người Việt Nam mình và trồng nuôi gà ở phía bên này. Thì ở đây cũng có trồng mấy loại rau. Rau cải. Đấy, cũng có trồng rau cải. Rồi ở đây là hình như là trồng bắp à. Ở bên này là có một số rau muống à. Đấy. Bên này cũng hiện tại mới trồng anh em ạ. Thì chắc là khoảng 1-2 tháng nữa thì sẽ ăn được. Chắc là khoảng 1-2 tháng nữa thì cũng sẽ có ăn đấy. Anh em xem cả cái khu vực này xung quanh đều là cái cây cỏ tranh nó lên rất là nhiều luôn. Khá là nhiều. Đấy. Xung quanh đồi núi bao la bát ngát.